Em tên là Kim Ánh, học lớp Business One. Vào trường doanh nhân thì là đều là em và gia đình cùng tìm hiểu và lựa chọn. Nên hiện tại em cảm thấy rất là đúng đắn khi lựa chọn trường doanh nhân. Em thấy là các trường đại học ở ngoài rất là học thuật ý, nó không phù hợp với cái mục tiêu của em. Và em thấy trường mình vừa học thực tiễn, vừa được đào tạo theo mô hình quân đội, cho nên là em đã lựa chọn trường mình. Trường đã giúp em trở thành một con người tự tin hơn, được chung sống với các bạn, cho nên là biết cách yêu thương, quan tâm mọi người nhiều hơn, quan tâm gia đình nhiều hơn. Trước đây em rất là kiểu tự ti, xong rồi ngày xưa em kiểu chỉ suốt ngày ở nhà học thôi, không ra ngoài giao lưu ấy, cho nên là cũng không biết ở ngoài như thế nào. Thì vào đây em được tham gia rất là nhiều các hoạt động, được trải nghiệm, được học tập với các bạn và thầy cô một cách kiểu sôi động hơn, cho nên là em tính của em hòa đồng hơn và hướng ngoại hơn rất là nhiều. Điều em thích nhất đó là được học với các thầy cô chủ doanh nghiệp và được chung sống sinh hoạt cùng các bạn. Bố mẹ em có nói là bây giờ bố mẹ sẽ cố gắng để cho em được tiếp cận với những cái chuyện học, những cái môi trường học tốt hơn. Từ đó mà em được phát triển nhiều hơn, và bố mẹ cũng sẽ cố gắng để phát triển cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nghĩ là nên dành những cái lời yêu thương, quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn. Tại vì bố mẹ rất là kiểu vất vả, bận rộn với công việc ở bên ngoài. Khi mà về mà được con cái mà kiểu lo lắng, hỏi han và quan tâm ý, thì bố mẹ cũng sẽ cảm thấy thoải mái và đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Em thì rất là hay nói lời yêu thương với mẹ, nhưng mà ít khi nói với bố ấy. Nhưng mà sau khi mà vào trường mình thì em đã tâm sự với bố nhiều hơn, nói những lời yêu thương với bố nhiều hơn. Dạ, tất nhiên là có rồi. Tại vì nó giúp em thay đổi rất là nhiều. Quan trọng nhất là cái tư duy của em. Em không kiểu tiêu cực như trước hay là không sợ hãi như trước nữa. Bây giờ em tự tin rất là nhiều. Em cũng cảm thấy hơi buồn một xíu. Đang sinh hoạt với các bạn rất là vui. Sau này mà chẳng là kiểu mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một công việc thì sẽ không ở với nhau ấy, thì chắc là cũng sẽ rất là nhớ nhau, với lại nhớ cả tiếng còi của bác Xuyến nữa. Thì em luôn động viên chính mình, luôn tự nhủ là mình sẽ phải cố gắng rất là nhiều để không phụ lòng bố mẹ và để đạt được ước mơ của mình trong tương lai.